Chúng ta học và nói tiếp phần hôm trước, nhưng hôm trước là tôi đang nói là cái phần độ phức tạp thi toán của thuật toán. Thì tôi hôm nay tôi nói tiếp phần này. Thì đây là cái bài thuật toán này là một cái bài, là cái chương 2 này, là cái chương theo tôi là rất rất quan trọng. Là cái chương mà lần đầu tiên được đưa xuống dạy cho sinh phổ thông. Chúng ta rất chú ý cái chỗ này nhé. Thì phần mà tôi nói ở trong cái lớp này nó sẽ vượt hơn một chút so với cái trình lớp 11 mà chúng ta sẽ dạy, nhưng mà theo tôi cái phần này là phần rất là cơ bản mà giáo viên chúng ta là phải biết. Tôi xin nhắc lại một chút những cái phần mà chúng ta đã học từ buổi hôm trước để chúng ta chú ý. Xin tổng hợp lại một vài ý. Thứ nhất, chúng ta sẽ học cái khái niệm là thế nào là một cái bài toán, vấn đề mà chúng ta đặt ra để chúng ta thiết lập cái thuật toán của nó. Thì một cái bài toán thông thường nó phải có một cái miền dữ liệu, nó có một cái miền dữ liệu như này đấy, bao giờ có hai miền hay là gọi là miền xác định. À, chú ý nhé, thì với mỗi cái bộ mỗi mỗi một cái một cái một nó là một cái thể hiện, một cái thể hiện hay là một hay là có, chúng ta có thể hiểu là một cái bộ dữ liệu test ban đầu đó, x1, x2, xn. Thì theo cái bài toán này thì nó phải đưa ra được một cái output chính xác duy nhất. Đấy. Kiểu là i1, i2, im mà. Đó. Thì đây nó là input, n là output. Thì cái số n này nó là kích thước đầu vào của bài toán nhé. Chúng ta chú ý các bạn một chút. Kích thước đầu vào. Chỉ mỗi bài toán chúng ta phải đầu tiên là chúng ta xác định cái kích thước đầu vào của cái bài toán đó là bao nhiêu. Thì nó phụ thuộc vào cái bộ, vào cái miền xác định và cái yêu cầu của đề bài. Đấy, chúng ta chỉ xác định với cái đầu bài đấy nhé, không xác định, không phụ thuộc vào cái đầu ra. Đầu ra thì nó là không quan trọng, không liên quan đến cái n này cả. Đó, chúng ta chú ý nhé. Thì một thuật toán là gì? Là một cái quy trình mô tả theo từng bước, mà hữu hạn các bước, để sao cho là với mọi cái bộ dữ liệu đầu vào thì đầu ra phải là chính xác. Và thì cái thuật toán là cái gì? Cái thuật toán mà chúng ta muốn thiết lập là toán đúng là cái gì? Là như thế này, là với mọi cái bộ đầu vào, mọi cái bộ test data, x1, x2, xn, thì cái output với mọi bộ đầu vào thì cái output i1, i2, im phải là chú ý nhé. Với mọi, cho nên muốn chứng minh toán đúng ấy thì không thể, về mặt lý thuyết là không thể dùng cái test các cái bộ đầu vào. Cái dữ liệu đầu vào mà chúng ta test càng nhiều thì nó càng chứng tỏ rằng chương trình của chúng ta là có độ tin cậy cao, chứ nó không chứng tỏ rằng thuật toán đúng. Và chú ý chỗ này nhé, chứ các bạn thấy là những người làm khoa học máy tính ấy, không bao giờ người ta lại viết một cái bài báo khoa học về về máy tính mô tả thuật toán, người ta lại mô tả bằng test. Bao giờ người ta phải chứng minh bằng toán học rằng cái thuật toán của anh ta là đúng. Còn cái bộ test mà đưa vào chẳng qua chỉ là demo, đây theo theo cái bài này tôi làm như này thì kia dữ liệu test tôi ra kết quả là như này, nhưng mà được tính chính xác theo cái bài toán mà tôi đã chứng minh. Đấy. Là chú ý nhé, cái này là rất quan trọng. Cho nên là cái ý thứ hai rất quan trọng là cái gọi là kiểm thử đó, cái này là đưa vào cái lớp 11 đấy nhé, là kiểm thử chỉ đóng vai trò làm tăng độ tin cậy, làm tăng độ tin cậy của thuật toán nhé và chương trình, chứ không chứng minh nhé, chứ không chứng minh được tính đúng của chương trình, không chứng minh được tính đúng của chương trình, tính đúng của chương trình. Cái này nó đưa xuống, đưa vào chương trình rồi nhé. Đây là kiến thức rất là cơ bản luôn đấy, là chú ý nhé. Đó, và cái ý thứ ba là cái thuật toán cần được chứng minh bằng các công cụ toán học.
bằng các cái phương pháp hay bằng các phương pháp toán học và khoa học máy tính nhé, và CS này chúng ta chú ý. Cho nên là cái ý đây là cái ý mà nó rất quan trọng đấy, nó làm thay đổi toàn bộ cái bức tranh của cái môn tin học phổ thông của chúng ta. Từ xưa nay thì cái việc mà học sinh làm một cái bài chỉ cần test đúng là coi như sinh đã là làm đúng, còn không có ai yêu cầu học sinh là phải chứng minh là đáp án của em là đúng. Đấy, từ trước đây không có chuyện đó, mà không có ai yêu cầu học sinh phải phải tính được là đáp án của em đó là tiêu như ra làm sao, có cái độ phức tạp thời gian ra làm sao, cũng không ai bắt chứng minh cả đó. Nhưng bây giờ là khác rồi, bây giờ là cái bức tranh đã thay đổi, đưa cái học tính xuống phổ thông là theo thời gian, là sau này trong tương lai tôi nghĩ là học sinh cũng phải biết được cách chứng minh một cái thuật toán là đúng hay là sai. Cho trước một thuật toán, học sinh phải biết cách phân tích và tính được các cái thời gian, tìm được công thức và tính được cái độ phức tạp của cái thuật toán đó trong thời gian tốt nhất, thời gian trung bình, thời gian xấu nhất. Đó là những cái mà trong tương lai là phải học sinh phải biết cái đó. Ngay bây giờ thì chưa, nhưng mà trong tương lai khi mà các bạn đưa chương trình này xuống phổ thông ấy, thì sau thời gian thì thầy và trò sẽ nâng cao trình độ của mình lên và dần sẽ được sẽ cho học sinh hiểu dần hiểu dần hiểu dần và sẽ làm được những việc đó. Đó là cái rất quan trọng nhé. À, cái thứ tư mà tổng kết lại là gì, là cái độ phức tạp, độ phức tạp thuật toán có thể được tính theo hai cái giá trị sau đây: một là TN là thời gian và hai là SN là không gian. Với SN thì là dễ hơn, là cái SN là cái không gian, tất cả không gian bộ nhớ sử dụng cho cái bài toán, cho thuật toán chúng ta, trừ đi cái bộ không gian, trừ đi cái bộ dữ liệu ban đầu, dễ rồi. Còn TN là cái thời gian tính toán, thời gian chạy của thuật toán thì nó sẽ khó hơn. Đấy, thì cho nên cái chính vì TN khó cho nên là có hẳn lý thuyết riêng để tính cái TN này nó là như thế nào đó. Nhưng mà nói chung cái thứ năm thì về cái TN đó thì người ta sẽ có ba cái, có ba cái mức hay ba cái loại, ba mức cần phải tính, một là cái thời gian, là cái thời gian, là thời gian tốt nhất, hai là thời gian xấu nhất, và ba là cái thời gian trung bình. Chúng ta chú ý nha. Như vậy là mỗi bài toán về mặt lý thuyết là chúng ta phải tính được cả ba cái giá trị đó, thời gian trung bình. Đó. Thì cái này nó là nó tiếng Anh nó là best case nhé, là cái thời gian tương ứng chạy với cái bộ test mà thời gian nó nhỏ nhất thì nó là cái best case, nó là min min của TN với min theo tất cả các bộ dữ liệu, được chưa? Còn xấu nhất nó là tiếng Anh nó là worst case, thì nó là cái max max của cái TN theo tất cả các cái bộ dữ liệu ban đầu, bộ dữ liệu ở từ cái miền xác định của bài toán. Còn trung bình nó là average case. Đấy, trung bình là như nào thì có rất nhiều cách hiểu cách trung bình này. Đấy, thì hiện nay vẫn chưa có một cái thống nhất cái định nghĩa thế nào là trung bình. Mỗi một cái bài toán ta lại hiểu tính trung bình theo một cách khác nhau. Nhưng mà thông thường nhé, thì cái tính trung bình theo trung bình là tính như thế nào, cái thời gian trung bình là tính như làm sao, cái thời gian thế nào gọi là thời gian trung bình. Đấy, thì thông thường người ta cái cách làm là người ta hay 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 nhất là đặt thời gian để tính trên cái bộ dữ liệu đầu vào là ngẫu nhiên. Thông thường là như này, là tính theo cái bộ dữ liệu đầu vào là ngẫu nhiên trên cái miền xác định của chúng ta. Đây là cách chúng ta thông thường các sách giáo khoa, các sách của thế giới là hay dùng nhất là cái định nghĩa này, nhưng không phải như vậy. Có một cách khác cũng nhiều nhiều có thể nhiều cái tài liệu khác để viết là tính theo cái bộ dữ liệu là phân bổ đều, có ý nghĩa khác nhé. Cái này nó là phân bổ đều trên miền dữ liệu.
trên miền xác định có một cách khác là như vậy. Hai cái này là không giống nhau nhé. Phân bổ định lượng ngẫu nhiên thì là khác, còn phân bổ đều là làm khái niệm khác. Nhưng đa số những trường hợp là cái ngẫu nhiên nó ứng là phân bổ đều, nhưng không phải bao giờ hai nó là một nhé. Một cái định nghĩa thứ ba nữa là người ta hay dùng là tính theo cái gì, tính theo đa số các cái bộ dữ liệu đầu vào. Những cái bộ dữ liệu đầu vào chúng ta có thể chia là một cái nhóm, là nhóm là ứng với là thời gian là tốt nhất, một nhóm ứng với thời gian là xấu nhất, còn đa số phần ở giữa đó thì người ta gọi thì tính là gọi là trung bình. Nhưng có thể một cái tính khác nữa rất đơn giản nữa là chính là cái nó chính là cái min min tn cộng với max tn chia hai, là một cách là đơn giản nhất. Ta chia hai cái min và max ra cái đôi thì người ta gọi đó là thời gian trung bình. Như vậy có nhiều cách để làm nhé, để làm. Nhưng mà thông thường đối với học sinh chúng ta thì đa số nó là cái này, đa số nó là cái tính ngẫu nhiên này. Cho nên là khi mà chúng ta sinh một cái bộ dữ liệu để tính trung bình, chúng ta hầu hết là chúng ta phải sinh cái bộ dữ liệu là ngẫu nhiên. Đó. Như vậy để sinh được cái để làm ra, khi mà chúng ta test, khi mà sinh cái bộ test đó nhé, sinh một cái bộ các sinh các bộ dữ liệu test cho bài toán ấy, dữ liệu test cho một thuật toán nhé, thì khác nhau nhé, cho một thuật toán thì một là chúng ta sẽ phải sinh cái bộ ngẫu nhiên, sinh cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên. Cái này là hiển nhiên phải biết rồi này, sinh bộ dữ liệu ngẫu nhiên thì cái sinh bộ dữ liệu ngẫu nhiên này thông thường dùng để tính cho trường hợp là trung bình. Cho nên cái việc sinh dữ liệu ngẫu nhiên là rất quan trọng, mà cái này chính chúng ta là phải làm, chứ không phải tôi thấy các giáo viên thường hay là xin một người này người kia cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên. Cái bộ dữ liệu chúng ta là phải là chúng ta là phải sinh ra tất cả các bài toán, chúng ta đều phải là người mà viết chương trình để sinh ra cái bộ dữ liệu đó, chứ không phải đi xin. Chúng ta chú ý nhé, cho nên các bạn phải rất hiểu cái yêu cầu đầu bài của bài toán. Như vậy là sinh cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên để mà tính cái này, để mà tính cái tính thời gian trung bình, tính thời gian trung bình. Đó. Xong tiếp theo là chúng ta sinh sinh cái bộ dữ liệu tốt nhất. Đấy. Tốt nhất để tính cái thời gian tốt nhất. Khi làm nào để sinh bộ dữ liệu tốt nhất, chúng ta phải hiểu thuật toán. Chúng ta phải hiểu khi nào thì nó là tốt nhất. Chúng ta phải biết được cái đó chúng ta mới sinh được. Cho nên không phải sinh ngẫu nhiên đâu. Và loại và cái thứ ba chúng ta là sinh một cái bộ dữ liệu xấu nhất, ứng với là cái thời gian là xấu nhất. Xấu nhất để tính cái TN xấu nhất. Đấy, như vậy là khi chúng ta tạo ra các bộ dữ liệu để chúng ta kiểm tra cho học sinh thì chúng ta phải vừa sinh bộ dữ liệu vừa ngẫu một sinh một vài cái bộ dữ liệu là ngẫu nhiên này, sinh một vài cái bộ dữ liệu ứng là tốt nhất này, và sinh một vài cái bộ dữ liệu ứng xấu nhất mà chúng ta kiểm tra. Trong này để kiểm tra thì thông thường là khi mà cho học sinh làm bài thì cách tối ưu nhất là giáo viên kiểm tra cái lời giải của học sinh và giáo viên chứng minh bằng toán học em đã làm có đúng không, đúng đúng hay không. Nhưng đấy là trường hợp chúng ta biết được một nhiều thời gian. Còn trường hợp mà chúng ta phải bắt buộc phải test online, chúng ta không thời gian mà xem toàn bộ các code của học sinh được, thì chúng ta sinh sinh cái bộ dữ liệu. Thì với cái bài toán này chúng ta định như thế này, nó phải là như thế này, thì tôi sẽ sinh cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên theo cái thuật toán mà tôi mong muốn. Nhưng mà các bạn thấy đây nó có một cái điều vênh đúng không nào? Đây lấy ví dụ nhé, chúng ta có một cái bài toán P, một cái bài toán, và chúng ta mong muốn rằng, chúng ta nghĩ rằng học sinh sẽ phải giải nó bằng thuật toán T thì mới đúng. Thuật toán T là thuật toán mà chúng ta nghĩ rằng giáo viên nghĩ rằng là thuật toán T là thuật toán tốt nhất đối với P này rồi, và chúng ta sẽ sinh các cái bộ dữ liệu, chúng ta sinh cái bộ dữ liệu sinh cái bộ sinh cái bộ test 1 ứng với là cái bộ dữ liệu là ngẫu nhiên, chúng ta sinh cái bộ test 2 ứng cái bộ dữ liệu là tốt nhất, chúng ta sinh cái bộ test 3 ứng với bộ dữ liệu là xấu nhất, được chưa? Thì cái đã chỉ kiểm tra đúng nếu học sinh làm theo cái này.
Giả sử học sinh làm cái khác, sinh nó làm theo toán T1 thì sao? Mà bọn chúng ta không biết là cái gì, chuyên là cái bộ này chưa chắc đã áp được đúng vào với cái này đâu. Chứ mà các bạn thấy, cho nên là khi mà chúng ta làm cái kiểu là kỳ đây là kỳ thi đấu hiện nay, thì những cái bộ test mà trọng tài ra khảo đưa ra nó chỉ đúng với một cái bộ thuật toán thôi, nó không đúng với tất cả đâu. Cho nên là nó đây chúng ta nói là nó có những cái sự gọi là không thật là chuẩn hóa lắm, chuẩn lắm. So chúng ta không nên tuyệt đối hóa cái việc mà hiện nay có các chương trình thi đấu ấy, thi sinh giỏi toàn quốc, thi sinh giỏi các vùng miền, thi sinh giỏi thi tin học trẻ, hay thi sinh giỏi các quốc gia, các quốc tế cũng vậy thôi. Tất cả chỉ mang tính tương đối thôi, không tuyệt đối. Thế nên tôi quan sát thấy có rất nhiều người, cả lãnh đạo, rất nhiều quan chức của bộ, quan chức của tin học Việt Nam đều nghĩ rằng là kiểu thi lập trình thi đấu hiện nay là tuyệt đối đúng và không được phép sai một tí nào cả. Thì tôi nghĩ tư duy đó là không đúng. Nó mà khi mà học sâu vào cho thấy là nó chỉ là một cách làm thôi, chỉ là một cách làm, nó tương đối tốt, tương đối tối, tương đối hay. Mà cái hay nhất của nó là dễ chấm, nộp bài chấm được ngay, rất là hay. Cái hay là dễ chấm, tiện cho cái việc mà tổ chức thi đấu, rất, chứ nó hoàn hẳn dùng từ là lập trình thi đấu mà còn nói là đây là phương pháp học tốt nhất cho thuật toán hay không thì không, theo tôi thì là không. Có rất nhiều cách khác chúng ta có thể học, có thể làm việc, có thể tìm hiểu thuật toán. Mà thấp nhất tới đây, khi mà chúng ta dạy học sinh cái này này, là học sinh được trang bị nhiều kiến thức hơn, thì chúng ta thấy là nó có nhiều cái rất hay đấy. Tôi sẽ nói như vậy để cho thấy nhé, để chúng ta đừng có tuyệt đối hóa cái gọi là cái lập trình thi đấu nhé. Hiện nay là câu chuyện là học sinh là tất cả các viên đứng nghĩ rằng là học thi sinh giỏi là học thi đấu hết, và tất cả đều luyện gàn lò, học sinh cũng được đạt giải là tốt. Như vậy là cố gắng để cho các em thi đạt giải tin học trẻ cấp quận, cấp huyện, cấp tỉnh, là sung sướng với cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp cấp toàn quốc, rồi thi học sinh giỏi theo bộ, cấp thành phố, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia là thấy rất sung sướng. Học sinh nào mà thi học sinh giỏi cấp quốc tế, cấp vùng, thì là càng nghĩ là nó là tuyệt đối đúng, tuyệt đối giỏi, tuyệt đối chính xác, thì chưa chắc đâu nhé. Nói như vậy thì có thấy là nó chỉ là một cách thôi. Hiện nay cơ sở của chúng ta là tất cả toàn quốc Việt Nam, tất cả đều chui vào một chỗ đó để mà học. Theo tôi tính ra là chúng ta phải mở mang ra một chút để thấy rằng có rất nhiều con đường để mà có thể học học thuật toán, vì học thuật toán mới là cái lõi của học máy tính nhé. Lập trình thi đấu nó là một cái mảng rất quan trọng rồi, nhưng mà nó không phải là tất cả, nó không phải tuyệt đối. Rồi thì đó là cái mà đây phần nó trước tôi không nói. Thì bây giờ nói sang về hôm nay nhé. Tức là vậy, chúng ta sẽ phải tính được cái TN này, tính như thế nào đó, tính như thế nào. Thì hôm trước chúng ta nói rồi là chúng ta có một cách tính, cách làm mà dễ dàng nhất là tính theo, chúng ta lập trình mà dùng máy tính để đo nhé. Đây là lập trình theo thuật toán, sau đó thì dùng chạy chạy chương trình chạy chương trình và tính thời gian trên máy tính. Đây là cách mà các chương thi đấu là người ta đấu, là người ta cho học sinh cho test, và học sinh khi nộp bài lên là người ta kiểm tra luôn ở trên máy tính. Thì đây là cách làm, cách tính TN dùng máy tính để đo. Cái tính này là rất chính xác, rất chính xác, rất chính xác. Nhưng mà tuy nhiên có một cách khác nữa, thì hồi chúng ta học sang cái bài phần tiếp theo của bài hôm trước là phần 5, là phương pháp tính thực tế của TN. Phương pháp tính TN khác hay là thực tế nhé. Cách tính dùng máy tính cũng là tốt rồi, nhưng mà làm khoa học thì người ta không làm như vậy. Các nhà khoa học mà muốn chứng minh một toán tốt thì người ta lại không tính thằng người ta không đưa lên máy tính, thì người ta đếm một thời gian, người ta không dùng kết quả của máy tính để người ta đưa vào cái quanh kết quả khoa học, mà người ta tính bằng 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 cách khác. Thì tôi gọi đó là cách phương pháp tính TN thực tế, gọi như vậy. Tức là cái gì? Tức đây là cách tính mà chúng ta tính tính thời gian chạy một cách hoàn toàn lý thuyết, không cần chạy. Tức là làm thế nào để không chạy chương trình vẫn tính được, tức là không cần chạy chương trình vẫn tính được nhé, không cần chạy chương trình đó vẫn tính được, tính được TN.
Thế đây là phương pháp mà tất cả những người làm khoa máy tính đều dùng cả, mà hiện nay là thành một pháp rất là chuẩn chuẩn. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái đó nhé, cái này trong sách giáo khoa có đấy. Đây là sách 11, cái phần 2 của sách giáo khoa là có. Thì người ta làm như sau, người ta đưa ra một cái quy ước, một cái quy trình mà tính TN một cách tổng quát theo một cái đại lượng hoàn toàn lý thuyết. Thì người ta gọi như sau, người ta gọi dùng cái từ là gì, một cái đơn vị thời gian. Đơn vị thời gian là cái gì? Đơn vị thời gian là cái thời gian chạy, thời gian để máy tính chạy một cái lệnh đơn. Nó gọi chung đó là một đơn vị thời gian. Thì thật ra là cái máy tính là các cái thời gian của các máy tính là nó khác nhau nhá, vì nó phụ thuộc vào CPU, phụ thuộc vào rất nhiều cái gì điều khác nữa, nhưng mà người ta tạm thời người ta quyết định à như vậy là để thời gian máy tính chạy được một cái lệnh đơn, tự nhiên là một phép cộng, một phép trừ, một lệnh gán, một lệnh in ra máy in, vân vân, thì cái lệnh đó người ta gọi là một cái lệnh đơn đấy. Thì người ta tính TN theo các lệnh đơn đó, đấy là một đơn vị thời gian đấy. Thì cái này là cái rất quan trọng, tức là người ta tính hoàn toàn lý thuyết, nó sẽ không thật chính xác so với tính bằng bằng máy tính, nhưng mà cũng gần chính xác và nói chung là tương đối chính xác và về khoa học là hợp lý. Rồi thì bây giờ tôi mô tả cái quy trình, thì là cái quy là quy định, cái quy định nhé, hay là quy ước tính tính TN của một thuật toán là như sau. Cái này rất quan trọng nhé, cái này là vô cùng quan trọng đấy, mà cái này là có rất nhiều bài tập cho học sinh làm và giáo viên cũng phải làm đó. Thì phần này mới là phần theo tôi mới là phần rất quan trọng đây. Cái phần ở trên chúng ta lập trình mà chúng ta tính chạy, như trước tôi nói là chúng ta dùng cái ví dụ đối với Python chúng ta dùng cái công cái thư viện time đó, dùng cái hàm time hoặc dùng cái hàm performance counter, thì các hàm đó dùng để tính tính cụ thể thời gian chạy của một thuật toán dựa trên một cái bộ dữ liệu ban đầu tính theo giây là chính xác hoàn toàn. Nhưng mà thực tế thì người ta không dùng cái đó mà chúng ta dùng cách sau đây. Thế đây là các quy ước, thì dựa trên quy ước này thì người ta sẽ tính. Để tôi mô tả nhé em, cái quy ước một là như sau, là các cái phép tính cơ bản, các phép tính cơ bản như là phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia số thực nhé, rồi phép chia nguyên ở trong trong Python là cái dấu này đúng không, hay là lấy số dư là cái lệnh, là lệnh này ở trong Pascal, trong C nó là lệnh mốt đúng không nào. Đó thì các phép tính này được coi như là một đơn vị thời gian, sẽ coi là được coi là một đơn vị thời gian, một đơn vị thời gian. Đấy, cho tiện cho nhanh nhé. Đó thì tổng quát hơn là một cái biểu thức toán học cũng tính là một đơn vị thời gian, cho nhanh, một đơn vị thời gian. Lấy ví dụ nhé, vì tôi biết là S thì bằng với A cộng với B cộng C đúng không nào. Thì nếu mà chúng ta tính theo phía trên thì là A cộng B là một đơn vị thời gian, B cộng C là một đơn vị thời gian nữa, nhưng mà chỗ này là phải là hai đơn vị thời gian. Nhưng mà thôi, chúng ta tất cả bước tốt nào chúng ta coi như là một đơn vị thời gian. Cái này cho thấy đây là sau này cho ta thấy là nó không ảnh hưởng gì cả, nó tính vẫn hoàn toàn chính xác. Để tiện chúng ta viết là một biểu thức toán học tính một đơn vị thời gian. Biểu thức này có thể nó rất là dài, nó có thể rất là dài, nó có thể ví dụ tôi viết cái này là một thức, ví dụ như là A cộng với B chia cho 2 trong tất cả nhân với 10 trong tất cả lại chia cho 15, như vậy thì tất cả cái này được tính là một đơn vị thời gian hết nhé. Nhưng mà là phép tính cơ bản này, cộng trừ nhân chia với số là số thực, số nguyên, vân vân, biểu toán học coi là một đơn vị thời gian. Đó là quy ước một. Quy ước hai là như sau, là lệnh gán.
Lệnh gán sẽ là một đơn vị thời gian. Một đơn vị thời gian. Một đơn vị thời gian. Lấy ví dụ như chúng ta gán là x bằng 10 chẳng hạn, là một đơn vị thời gian. Hay là tổng quát x bằng a cộng b tất cả nhân c xong chia cho 2 vẫn còn là một đơn vị thời gian. Đúng là bên này nó tính, đúng là cái sc bên này là tính là một đơn vị thời gian. Phép gán nữa là một, đáng nhẽ phải là hai đơn vị thời gian mà tôi tính là một luôn cho thuận tiện cho việc tính nhé. Nhưng mà có cái sự nó, nếu mà chúng ta suy luận một cách thuần lý toán học thì có vẻ là không hợp lý, nhưng mà thực tế là nó rất hợp lý nhé. Cho đơn giản, đơn giản rồi. Nhưng mà lệnh gán này bên phải giá trị của lệnh gán nó có thể là một thức rất là phức tạp thì nó vẫn là một đơn vị thời gian rồi. Tiếp theo nữa là quy luật thứ ba là các phép so sánh. Các phép so sánh rồi là các cái phép logic một đơn vị thời gian. Một đơn vị thời gian được chưa? Ví dụ như là viết so sánh là, nhưng mà phép logic chẳng như là tôi viết là b bằng với x n n y xong mở ngoặc xong lại o xong mở ngoặc là a n c chẳng hạn, thì cái này dài là dài nó vẫn là một đơn vị thời gian cho thuận tiện nhé. Đó, như vậy là 1 2 3 là dễ rồi. Rồi thì bây giờ tiếp theo cái phần thứ tư là quan trọng hơn này, là bìa phép là phép là phép rẽ nhánh thì là lệnh if nhé. Rẽ nhánh thì là lệnh if ấy, thì làm như nào? Lệnh if đây, ví dụ như này đây, tôi lấy ví dụ nhé. Một cái if này, sau đó là một cái điều kiện này, điều kiện hai chấm này, lấy là dùng tôi dùng cái mẫu của Python nhé. Sau đây là lệnh một, có thể là một lệnh, có thể nhiều lệnh. Lệnh một nhé, else lệnh 2. Đấy. Thì thời gian cái này là tính như nào? Thời gian cái này là tính như sau, tính là bằng là max max của lệnh 1 và lệnh 2. Đấy. Thì nó chạy chỉ một trong hai thôi mà, max của lệnh 1 hoặc lệnh 2. Đấy. Hoặc là tức lệnh này là cái lệnh lệnh mà thường lệnh if này đúng là một đường bùm, cái này nó là một cái điều kiện là mình có thể viết là một cộng với max được, một cộng với max của lệnh một lệnh hai, các bạn đã hiểu chưa? Đấy. Lệnh if này là một đơn vị thời gian này, xong nếu đúng thì lệnh một này, sai thì lệnh này, nhưng mà nó chỉ hoặc chỉ chạy là hoặc một hoặc hai thôi thì nó sẽ tính bằng là max của lệnh một và lệnh hai. Đấy. Đó. Dạy nhánh nhé. Lệnh 1 lệnh 2 nó có thể nó rất là dài, có thể là đây là có thể là một cả một cái hàm gì đó, là có rất nhiều lệnh khác nhau, thì nó chỉ tính tính theo cái đơn vị thời gian của lệnh 1 lệnh 2. Tính max và cộng 1 vào hoặc bỏ một dạo cũng được. Max này cũng được. Đó là phép, đó là cái bốn là phép dạy nhánh. Thứ năm là cái lệnh lọc. Lọc for chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì thời gian như sau, thời gian sẽ được tính bằng tổng thời gian của các lệnh là ở bên trong. Như vậy lệnh for là nó sẽ bằng là tổng của các lệnh ở bên trong nhé. Lệnh if thì là max của các lệnh, là lệnh của lệnh con nhé. Và cuối cùng là các cái lệnh 6 là các cái lệnh vào ra màn hình hay vào ra file. Lệnh vào ra màn hình hay là vào ra file thì đều tính là một đơn vị thời gian hết, dù nó có thể là rất là phức tạp, khi ra màn hình ra nhiều số tính là một cho nó dễ. Cách đọc bằng đọc từ bàn phím một đơn vị thời gian, ghi ra bàn phím một đơn vị thời gian, ghi ra màn hình một đơn vị thời gian. Đó thì đây chính là cái 6 cái gọi là quy tắc, cái quy ước để chúng ta tính thời gian thực tế bằng lý thuyết, chứ không phải là bằng gì, không phải là bằng đo bằng máy tính. Do cho nên là nhiều một chương trình chúng ta hoàn toàn có thể tính được cái thời gian chạy theo đơn vị là đơn vị thời gian. Chúng ta chú ý nhé, cho đơn vị theo đơn vị nó là một đơn vị thời gian. Cái này là cái rất quan trọng, chúng ta chú ý. Thì cái này là cái đây là chính là cái lý thuyết
về việc tính thời gian chạy của một chương trình hay của một thuật toán. Thì tất cả những người làm khoa học máy tính đều phải biết cái này. Chứ những người làm khoa học máy tính thì họ không đưa cái việc tính trên máy tính vào thành như là một cái công trình, mà phải tính bằng cái này này, cái do nó như hình trên mình này là cái rất quan trọng nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm thử một vài bài tập xem là cái tính này như thế nào nhé. Thì chúng ta thấy ngay, bây giờ chúng ta cùng nhau làm thử nhé, thực hành thử nhé, thực hành tính này. Ở trong chương trình lớp 1 có hẳn một bài về cái phần này, hẳn một bài thì cho sinh thực hành cái tính này nhé, thực hành tính thời gian chạy của thuật toán và chương trình. Đây là phần rất là quan trọng luôn nhé, rất quan trọng. Đây là phần mà từ xưa này là hoàn toàn không có, không chưa ai làm phần này, là phần chưa bao dạy cho học sinh phổ thông. Cái phần này là từ xưa này chỉ dạy cho học sinh đại học thôi, thì đây là đầu tiên đưa xuống dạy cho học sinh phổ thông. Rồi thì chúng ta cùng nhau làm một số bài nhé. Đây tôi cho làm một số bài từ đơn giản đến đơn giản, và chúng ta thấy là nó là cần phải tính như ra làm sao. Khi mà tính đang chạy này, chúng ta phải tính cả ba ba giá trị: tính thời gian chạy ở thời gian chạy tốt nhất, thời gian chạy trung bình và thời gian chạy xấu nhất. Là chú ý nhé. Bìa bài 1 này, chúng ta tính cái bài 1 nhé. Là cho dãy A gồm n số nguyên, đúng không nào? Bìa đếm đếm số các phần tử của A, đếm các phần tử của A mà chia hết cho 3. Thì bài này bài rất dễ, đúng không nào? Chúng ta làm ngay một cái, chúng ta làm quen được bài này là bài rất dễ. Nhưng mà tôi không vấn đề là tôi không phải tôi làm bài này, mà tôi sẽ thử áp dụng để tính thời gian chạy của thuật toán này. Được chưa? Nhưng thì tôi gọi cái thuật toán ta, tôi gọi là đếm đi, đếm nhé. Tôi gọi đồ bàn là A. Đây là một cái pseudo code, một cái thủ tục thôi nhé. Tôi làm này, tôi đặt C bằng 0, C là cái biến đếm đấy, được không nào? Rồi dòng thứ hai là for, tôi viết hẳn bằng ấy nhé, tôi viết hẳn bằng cho tôi viết bằng gì nhỉ, tôi viết bằng bằng bằng, bằng Python nhé. For i in range len a, tôi cho len tôi bằng len a là n, chính là n rồi, len a nhé. Đó, tôi viết bằng Python nhé. Đấy, sau đó là if a i chia cho 3, f 3 i mà chia số dư của 3 mà bằng 0 đấy, thì c bằng c cộng 1. Xong cuối cùng ra đây là ta return c. Đây chỉ là cái thuật toán để tính cái giải bài này. Cái toán này rất là dễ, đúng không nào? Tôi kiểu đây là một này, đây là hai này. Nhưng mà bài này tôi mô tả thuật toán bằng chính lệnh của Python chứ không dùng pseudo code. Thì làm pseudo code cũng cũng vậy thôi. Bài này cái nó có năm dòng tất cả, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ tính này, bây giờ tôi sẽ tính thời gian chạy. Đúng là tôi phải sinh một cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên cho tôi n bằng 10 hay n bằng 100 hay n bằng 1 triệu chẳng hạn, cho ngẫu nhiên. Tôi sinh một cái dữ liệu, một cái dãy A là ngẫu nhiên các phần tử làm các số nguyên. Xong tôi chạy chương trình, xong tôi đo bằng cái lệnh performance counter, đo thời gian tôi in ra. Đó là một cách làm. Em thấy là rất mất thời gian mà lâu hơn, bây giờ tôi làm bằng lý thuyết thôi, bằng giấy thôi. Thế làm như sau nhé. Đây tính này, dòng lệnh thứ nhất này theo 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 quỹ ở trên sẽ là mất một đơn vị thời gian, chúng ta hiểu nhỉ, mất một đơn vị thời gian. Dòng thứ hai chính là một cái là vòng lọc n lần, thì đây là cái vòng lọc 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 n lần, và mỗi lần như vậy thì ta biết rồi là gọi n lần, và thời gian tính sẽ bằng theo quy ước trên nhé, theo quy ước số 5 đó là tổng của các lệnh bên trong. Như vậy là mỗi lần y chạy từ 1 đến chữ n thì thời gian chạy sẽ bằng tổng của lệnh 3, lệnh 4. Đây, 3 cũng là cái lệnh là bên trong của 2, đúng không nào? Rồi, cái lệnh số 3 là chỉ là một phép tính số dư của 3, phép so sánh giống bằng không. Đây này là tính là mất là một đơn vị thời gian, đúng không nào? Lệnh thứ tư là làm phép gán thôi, sẽ tính bằng một đơn vị thời gian nữa. Còn lệnh cuối cùng là return C, tính một đơn vị thời gian.
Đó. Để chúng ta cùng nhau xem nhé. Như vậy là cái tổng thời gian là như sau. Tổng thời gian này là như sau nhé. Trường hợp xấu nhất là trường hợp mà trường hợp xấu nhất là cái trường hợp như sau. Trường hợp xấu nhất này, tính chính trước này, trường hợp xấu nhất nhé. Trường hợp xấu nhất là trường hợp mà các lệnh này luôn luôn được chạy, không lần nào lại không lại không chỗ nào là bỏ qua. Như vậy là trường hợp xấu nhất là trường hợp mà với mọi y thì AI chết cho ba thì cái này lệnh bốn này là chạy, vẫn chạy, luôn luôn chạy. Như vậy là xấu nhất thì là với mọi mọi cái phần tử của A, mọi phần tử của A đều chia hết cho ba. Đấy. Thì đây là trường hợp xấu nhất nhé. Chia hết cho ba. Thì vì sao lại như vậy? Vì khi đó thì tất cả các lệnh 1, 2, 3, 4, 5 đều chạy hết. Không lệnh nào là bị bỏ qua mà có lệnh ít. Nhưng mà chạy hết. Cho nên là cái thời gian chạy như sau. Là làm thử nhé. Đây. Thời gian cho TN này bằng này. Lệnh 1. Đây là có một cái thời gian nhé. Là 1 nhé. Cộng với này. Lệnh 2 là N lần ở bên trong. Chỗ này là 1. Cộng 1 là 2. N nhân với 2. Đúng không nào? Và ở đây nó cộng 1 đây nữa là 1. Vậy nó sẽ bằng là gì? Bằng là 2N cộng 2. Đấy. Như vậy là ta thấy là TN trong trường hợp này tính ra là TN bằng 2N cộng 2. Đúng nhỉ? Hoàn toàn là một cú toán học bình thường nhé. Đấy. Như vậy hạt tên đấy. Tên này là một cái hàm đối với N. Chúng ta hiểu không nào? Là cho hiểu sao là số nhất không? Số nhất là vì là bởi vì là vì tất cả các lệnh đều chạy hết nhé. Bây giờ chúng ta xét trường hợp thứ hai là trường hợp xấu nhất, là trường hợp và trường hợp tốt nhất. Tốt nhất là trường hợp mà khi đó cái lệnh lệnh thứ tư này là không được chạy cả. Không chạy. Tức là chữ đó là gì? Là với mọi y thì AI đều không chết cho ba. Đó. Thì cái này nó là nó khác không? Khác không thì ra cái này là nó không chạy cái này, đúng không? Như vậy là trường hợp tốt nhất là gì, là ít ra nhất là mọi phần tử của A đều không chia hết cho ba, không chia hết cho ba nhé. Khi đó thì trong trường đó thì cái lệnh bốn này là không chạy, không được chạy cả, cho nên chỉ có là một cộng n, đây là một nó chạy cho là không nhé, còn một đây nữa. Như vậy sẽ ra là gì, là ta có là tn sẽ bằng là 1 cộng n cộng 1 thôi. Vì cái đó là lệnh 4 là không chạy. Lệnh 4 là luôn luôn không chạy. Chứ là không tính, chỗ này sẽ là không. Bởi vì 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 là với mọi phần tử của A đều không chữa cho ba cả, chứ chỗ này là không bao giờ đúng cả, luôn luôn sai. Mà sai thì cái này nó không chạy. Đó, thì nó chỉ là n cộng 2 thôi. Vậy ra nó chỉ bằng n cộng 2. Vì n cộng 2 chính là cái gian tốt nhất. Đấy. Xấu nhất là 2n cộng 2. Mà tốt nhất là n là n cộng 2. Thì bây giờ em chờ cho trung bình nào. Trường hợp trung bình nhé. Trường hợp trung bình thì có rất nhiều cách để chúng ta phân tích. Đấy. Và trung bình là như sau. Thì có thể chờ trung bình là trường mà nó phân tử của A nó làm ngẫu nhiên, nó là ngẫu nhiên. Thì ngẫu nhiên như nào? Ngẫu nhiên thì như sau. Trường A mà là các phần tử của A là ngẫu nhiên, các phần tử của A là hoàn toàn ngẫu nhiên, là hoàn toàn ngẫu nhiên. Được chưa? Ngẫu nhiên rồi thì tôi hỏi là trong ngẫu nhiên thì trong cái lệnh 3 này thì trong A có bao nhiêu phần tử chết cho ba? Bao nhiêu nè? Thì vì A chia cho ba chỉ có thể là dư 0, dư 1 và 2. Đấy. Vậy suy ra nếu là ngẫu nhiên thì suy ra là có là chỉ có là 1/3 các phần tử của A, khoảng khoảng nhé, phần tử của A là chia hết cho ba thôi. Đấy. Vậy suy ra là ở đây trường trung bình ý, thì cái dòng lệnh 4 này nó chỉ thực hiện với 1/3 thôi, 1/3 cái 1/3 cái n thôi. Vậy chỗ này nó sẽ là 1/3 thôi. Vậy ta suy ra như sau nhé. Vậy suy ra là như sau này. Vậy suy ra như sau. Thời gian là tn sẽ bằng là 1 này
cộng n này nhé, một tức là chỗ này đây này, một đây luôn chạy mà chúng ta luôn kiểm tra, đây là một, chúng ta chỉ là 1/3 thôi, chỉ 1/3 cái số của a chia cho 3 thôi, nó sẽ là 1 cộng 1/3 cộng 1. Đấy. Vậy nó sẽ bằng như sau này, nó sẽ bằng là 2 cộng với n nhân với 4/3. 4/3. Vậy sẽ ra nó bằng là 4/3 n cộng với 2. Thấy không nào? Đấy. Được chưa? Như vậy là chúng ta thấy nhé. Như vậy là trường hợp mà tốt nhất này. Tốt nhất này, trung bình này và xấu nhất nhé. Thì cái bài toán này của chúng ta là như sau. Tốt nhất là bao nhiêu? Tốt nhất là n cộng 2. Tốt nhất là n cộng 2. Chưa chưa đâu, chưa đâu nhầm. Chúng ta thấy nhé. Đấy. Tốt nhất là n cộng 2. Trung bình là bao nhiêu? Trung bình là 2 n cộng 2. Ok, xin lỗi. À, trung bình là 4/3 n cộng 2, bởi trung bình còn số nhất là 2 n cộng 2. Đấy. Thấy không nào? Nhưng mà chúng ta chứng minh về mặt lý thuyết nó là như vậy. Tốt nhất thì nó là chính là n cộng 2 đơn vị thời gian. Trung bình là 4/3 n cộng 2. Được. Và số nhất là 2 n cộng 2. Có thấy nó nhỏ hơn không? Rõ ràng là n cộng 2 tốt nhất là nó nhỏ hơn trung bình là 4/3 n cộng 2 và nhỏ hơn đây là 2 n cộng 2. Đấy, thấy không? Đấy, thì chúng ta thấy như vậy, đây là một cái bài cụ thể chúng ta sẽ tìm cách chúng ta chứng minh được nó là như vậy. Chúng ta thấy không? Nó tương đối là để chứng minh đề tài cái này là nó không dễ, nó khó đấy. Bạn thấy không nào? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy, cái phần này là phần rất là chú ý chỗ này. Mình có hiểu không nhỉ? Nhé. Vì sao nó là như vậy, cái chuyện là khi nào tốt nhất, khi nào trung bình, khi nào xấu nhất này, nó phụ thuộc vào thuật toán của chúng ta. Trong khoảng khoảng bất kỳ là nó phụ thuộc vào thuật toán này này. Đây vì cái này này. Trường hợp mà xấu nhất là khi mà với mọi phần tử của a đều chia cho 3 cả. Thì với mọi a là chia cho 3 thì cái này nó đúng đúng như cái này nó luôn chạy. Như vậy là trường tốt nhất là xấu nhất nhé. Xấu nhất thì cái dòng lệnh 4 này luôn luôn chạy với mọi mọi phần tử của a, nó chạy đúng n lần và đây nó là n nha. Đấy, n lần. Còn trường hợp mà là tốt tốt nhất là với mọi phần tử của phần a thì a không chết cho 3 và cái phần tử này nó cái lệnh này nó không chạy. Chỉ có đây là n cộng 2 thôi. Đấy. Còn trường hợp trung bình là có 1/3 cái phần tử của a là chết cho 3 thì chuyện nó chạy 1/3 lần thôi. Đây nó sẽ là khoảng 1/3 và cộng lại nó ra cái này đây. Đấy. Như vậy chúng ta có cái bảng như này, như vậy là mỗi một thuật toán chúng ta đều phải làm cái bảng như này hết để tính cái thời gian chạy tốt nhất, trung bình và xấu nhất, bạn thấy không nhỉ? Vậy đối với những người là đây là bạn thấy đây chính là cái gọi là cái lý thuyết về thuật toán bài bản là phải như vậy đấy. Chứ không phải chỉ là cái đưa vào test là xong là ra là xong, là cứ 1 giây là đúng, còn một giây thì cũng là sai. Như vậy thì từ trước này chúng ta chỉ nghĩ như vậy thôi và chúng ta đều coi đó là cái chuẩn. Thật ra nó chỉ là một cách làm thôi, mà cái làm đó, cái làm cho đến giờ phút này là hợp lý nhất cho cái việc là gọi là thi đấu thôi. Chứ còn chưa chắc vì một bạn học sinh nhé, và một bạn học sinh với bài đó, một bạn học sinh mà làm cái bài đó mà ra cái test là không không 0.9 giây, bạn thứ hai là ra 1.1 giây thì chưa chắc cái bạn 0.9 giây đó là bài tốt hơn cái bạn 1.1. Chưa chắc cái bài 1.1 thì hay hơn thì sao, viết viết đầy đủ hơn, nó chính xác hơn thì sao, nhưng mà cứ theo thời gian là họ 1.1 là họ đánh trượt thôi. 0.9 thì là 0.9 thì là đánh trúng, đánh đỗ, còn 1.1 thì là sai, là coi như là sai. Thế nhưng mà cái đó có thấy nó rất là phiến diện không, nó thật là không chính xác lắm. Nhưng vì là khi thi đấu người ta hỏi thêm rất nhiều người, không ai có thể mở code ra để mà xem, để mà chứng minh được. Cho nên là cái cách lập trình thi đấu dùng test online và chấm online là cách làm tốt nhất để thi đấu thôi. Đấy, chúng ta chú ý nhé, chúng ta cần rất chú ý chuyện này. Thì sau này chúng ta thấy là nó
đây chỉ là đơn giản thôi, càng càng mà sau học lên nó càng trở nên phức tạp hơn, là thuật toán rất là phức tạp, rất là rắc rối chứ nó không đơn giản nhé. Đó rồi, thì đây là cái bài mà ví dụ đầu tiên thôi, mà tôi sẽ còn lại cái này trong trong phần sau nữa nhé. Được rồi, thì chúng ta hết số thời gian thì chúng ta sang nghe phần sau. Thì như vậy đây là cái tính rất là chuẩn đúng không? Rất là chuẩn mực đấy, rất chuẩn mực mà rất quan trọng luôn, rất quan trọng luôn. Tuy nhiên khi mà tính ra TN rồi thì đã xong, thì đã xong chưa? Tuy nhiên là rất là hay rồi, nhưng mà tuy nhiên là để mà so sánh các thuật toán thì người ta không dùng cái này. Đấy. Để mà so sánh thuật toán thì người ta, cái này chỉ là tính toán để viết, để tính được chính xác cái thời gian chạy của thuật toán theo lý thuyết, theo gọi là các cái đơn vị thời gian lý thuyết thôi. Còn để cho thuận tiện so sánh thì người ta làm cách khác. Thì bây giờ sang cái phần tiếp theo là phần số 5. Đây là phần kiến thức rất quan trọng của trong sách giáo khoa mà học sinh cần phải mà học sinh lớp mà học sinh học việc thuật toán rồi là học sinh học về bên ngoài học nghiên cứu sinh giỏi đều phải biết cả nhé. Tức là như này, tức là cái khái niệm là cách tính này thì ví dụ cách tính này thì người ta sẽ tính là người ta coi là n cộng 2 là theo nhanh hơn là 4n 4/3 n cộng 2 và chậm và nhanh hơn thời gian là 2n cộng 2. Được chưa? Nhưng mà khi mà người ta tính cái bậc tiệm cận ấy, khi tính bậc của cái thời gian ấy, thì người ta chỉ quan tâm là khi n tính ra vô cùng thì cái hàm đó nó tính ra vô cùng như thế nào thôi. Đó, cho nên là trong thuật toán người ta cần một lý thuyết riêng về chuyện này, là tính cái độ tiến nhanh của cái hàm tn khi n tính ra vô cùng như thế nào. Thì đó được gọi là cái tính là khái niệm là bậc bậc gọi là bậc thời gian nhé, khái niệm bậc thời gian rất quan trọng, khái niệm bậc bậc thời gian. Mà đây là cái thực tế chúng ta dùng đây, bậc thời gian, hay là dùng trong sách giáo khoa thì nó là trong lý thuyết nó gọi là, đây là dùng ký hiệu O lớn để mô tả cái độ phức tạp thời gian, là cái hay là độ phức tạp thời gian, cái bậc của độ phức tạp thời gian. Đó, thì đây là phần 5. Đây là cái phần rất là quan trọng luôn. Phần trên đã đành là phần trên cũng rất quan trọng rồi, nhưng cái phần sau này cũng lại là càng quan trọng nữa. Tức là khi mà có TN rồi thì TN nó là một cái hàm là khi n mà tăng lên cùng thì TN cũng tiến theo cùng đúng không nào? N tiến theo cùng khi n tiến theo cùng. Thì câu hỏi đặt ra là n tăng ra cùng tăng lên như thế nào, tăng theo bậc nào Hết rồi bạn, hết nhé. rồi Chúng con, ta hỏi con bộ mô tô. phần này là phần rất quan trọng nhé, phần này là có trong sách giáo khoa đấy nhé. Câu hỏi đặt ra là ntn tăng ra làm sao, tăng như thế nào, tăng như thế nào, tăng như thế nào khi n ra vô cùng, và câu hỏi đặt ra là có những hàm nào để so sánh hay không, để tính bậc được hay không. Đó, hay là tn tăng theo bậc nào đấy, theo bậc nào đấy, đây là ý nghĩa của nó nhé, câu hỏi đặt ra là như vậy. Đó thì bây giờ tôi sẽ mô tả ngay bây giờ. Thật ra đây là một lý thuyết là có cái lý thuyết mà khảo sát một cái hàm tăng ra vô cùng khi nào tăng lên tăng ra vô cùng, thì hàm này nó gọi là cái khảo sát này là tính tính cái bậc tiệm cận của người ta gọi cái này và này và là tính bậc tiệm cận, bậc tiệm cận của hàm tn. Được chưa? Rồi thế nhưng thế là như sau nhé. Bậc tiệm cận thì khi mà chúng ta có một cái bài toán A này, có một cái bài toán P này, có một cái bài toán nhé, bài toán P và một thuật toán T, được chưa? Thì chúng ta tính được cái thời gian T. Thì thông thường mà đối với bất kỳ thì người ta hiểu tính cái n chính là cái thời gian, người ta hiểu cái này chính là cái thời gian xấu nhất, thông thường là như thế. Thông thường khi mô tả cái thời gian chạy của thuật toán người ta dùng thời gian xấu nhất thôi, ta không tính
để mà so sánh, để mà tính cái bậc của nó thì người ta sẽ tính thời gian xấu nhất để người ta tính. Trừ ra một số trường đặc biệt thì người ta tính thời gian người ta chỉ hai tính giờ ba một thời gian tốt nhất thôi. Còn đa số tất cả các bài toán ấy, để khi tính cái bậc tiệm cận ấy, thì người ta tính theo thời gian là xấu nhất, các bạn chú ý nhé. Cho nên khi chúng ta tiến hành tính cái thảm TN thì thông thường là tính đầu tiên là tính cái thời gian xấu nhất trước đã. Sau đó thì mình tính thêm thời gian trung bình, thời gian tốt nhất. Đó. Là chú ý nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái bậc tiệm cận là cái bậc tăng vô cùng của TN nó là như thế nào. Thì là như sau. Thì cái này người ta sẽ như sau này. Thì người ta để so sánh thì người ta sẽ khái niệm người ta tìm ra một cái hàm đơn giản hơn để quy được rằng là t sẽ tăng lên cùng bậc hay là bậc của một cái hàm thứ hai. Cái khái niệm là có khái niệm là bậc hay bậc tiệm cận. Tức là cho trước này, cho trước cái hàm tn này nhé. Để cần phải tìm tìm một cái hàm mà đơn giản hơn, dễ hiểu hơn, đơn giản hơn để so sánh bậc tiệm cận với bậc tiệm cận hay là cái bậc phát bậc 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 tăng ấy, bậc tiệm cận với t đó, được chưa? Với tên là thì đây là cái mà đây là cái rất hay luôn, cái này rất hay nhé. Thì người ta làm như sau. Thì đầu tiên tôi nói luôn này, người ta sẽ so sánh các cái hàm đơn giản, so sánh như sau, các cái hàm cơ bản dùng để so sánh là như sau, dùng để so sánh là cái hàm như là hàm là một hàng số, số 1 này, cái hàm là loga n này, đây, loga n này, hay là cái hàm là một đa thức n này, đó, hay là cái hàm là n chấm nhân với loga n này, hay là cái hàm này n bình phương này, n mũ 3 này, đấy, vân vân này, hay là n mũ k này, hay là cái hàm là hàm a mũ n này, hay là cái hàm n dây thừa này, đấy, đây là những cái hàm gọi là những hàm cơ bản, rất quan trọng, dùng để so sánh cái t đầu chúng ta so với cái hàm này đấy, thì chúng ta thấy nhé. Và khi so sánh rồi thì người ta gọi là cùng bậc nhé. So sánh người ta dùng khái niệm là O lớn, O lớn. Đây, khi mà tôi biết là TN bằng O lớn của 1. Đấy, tôi nói sau nhé. Thì tôi nói là TN là hàm là cái hàm có cái độ phức tạp là hằng số. Nhé. Như vậy O1 chính là hằng số. Tiếp theo là nếu mà TN bằng mà có bậc so bậc mà tương cận là loga n. Đấy, thì biết ra nhé. Thì người ta gọi t là cái hàm có cái bậc tiệm cận có cái bậc tăng là logarit, đến đây là hằng số này, hằng số này, cái này nó gọi là logarit này, logarit này. Còn ON thì người ta gọi là tuyến tính, tuyến tính đấy. Tôi không biết gọi với thêm mấy này nhé. Đây chính là tn bằng, nếu tn bằng ON thì người ta gọi tn là cái hàm tuyến tính. Còn nếu mà bằng là ô của n nhân với loga n thì người ta gọi là tuyến tính logarit hay là tuyến tính logarit tn nhé. Còn nếu mà bằng ON bình phương thì nó làm nó là bình phương, hàm có cái bậc là bậc bình phương, đúng không? Bình phương. Nếu mà là ô của n mũ 3 thì nó gọi là hàm có cái bậc bậc bình bậc lập phương, bậc bậc thời gian, hay là cái độ độ phức tạp thời gian là lập phương. Nếu mà có dạng tổng quát là ô n mũ k thì nó gọi là đa thức, có cái thời gian chạy là đa thức, đa thức đấy. Đa thức nếu mà tn bằng này nhé, có thể n mũ 3, n mũ 4 tùy ý nhé, phát triển lên bất kỳ, nhưng mà n mũ k bất kỳ thì nó gọi là cái hàm là cái tn, đó là có cái độ phức tạp thời gian là đa thức nhé. Còn nếu mà tn có cái độ phức tạp thời gian là cái a mũ n,
A cho nó A là một hằng số, hằng số thì cái này nó gọi là lũy thừa, nó gọi là lũy thừa. Còn lớn nhất là ô của N dài thừa thì nó gọi là dài thừa. Đấy. Những vấn đề chúng ta định như thế là OL thôi. OL là chúng ta ghi cái này là O thôi nhé. Còn khi có đĩa rồi mà ta suy được. Như vậy là cho trước một cái bài toán T mà bài toán P toán T đầu vào là N thì cách thứ nhất là chúng ta tính cụ thể. Tính cụ thể tao cho cách này, đó. Nhưng mà thông thường thì người ta không tính như này. Người ta vẫn tính nhưng người ta sẽ làm bước 2 quan trọng hơn là người ta sẽ tìm kiếm để so sánh T với những cái hàm cơ bản như thế này. Xem nó là hằng số hay nó là logarit hay nó là tuyến tính logarit hay nó là bình phương hay là phương hay là đa thức hay là lũy thừa hay là dài thừa và có thể nhiều hơn nữa, nhưng mà thường thường dài thừa là hết rồi. Dài thừa là cái hàm có với cái vận tốc cái than chạy rất là nhanh, được chưa? Để tôi copy các bạn em trong sách giáo khoa chúng ta nó có hẳn cái một cái đồ thị để mô tả cái này. Để tôi đợi tôi sẽ copy cho các bạn cái để các bạn nhìn thấy thôi, nó không có gì. Vì nó cái phần này nó là đợi tôi một chút nhé. Này nó cái này thì chúng ta sẽ đấy. Đây là cái hình này mà tôi đã làm ở đấy. Để tôi một chút.